chiến thắng trở về dưới nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu, thấy phất phơ ngàn đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kia đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu số. Những tấm gương kiêu hùng phất phới vui trong lòng, bầu trời thu đô đón mừng. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Tiếng reo vang vang dậy một trời, lớp lớp tinh kỳ bay phất. Sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về đồng tháp hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân công tàn ác chiều nào thay đồ máu xa. Giữa gió mưa âm u, tiếng thu ngàn đời vẫn trên sáng không màu nằm đó. Tiếng súng xa như mưa, khiến thu gục đầu dường như vẫn còn nghe. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Chiến công xin dâng lên người người, xiết tay trong niềm tin yêu. Chiến thắng bóng cờ tung bay. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về dưới nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu, thấy phất phơ ngàn đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu số. Những tấm gương kiêu hùng phất phới vui trong lòng, bầu trời thủ đô đón mừng. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Tiếng reo vang vang dậy một trời, lớp lớp tinh kỳ bay phất phơ. Sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về đồng tháp hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân công tàn ác chiều nào thay đồ máu xa. Giữa gió mưa âm u, tiếng thu ngàn đời vẫn trên sáng không màu nằm đó. Tiếng súng xa như mưa, khiến thu gục đầu dường như vẫn còn nghe. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân ta đã về đây. Chiến công xin dâng lên người người, xiết tay trong niềm tin yêu. Quân công nổ nát thây, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay. Niềm thương tin yêu về quê nhà.
Kính thưa quý chiến hữu, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong vòng 5 phút nữa, chúng ta sẽ khai mạc Đại hội Cựu quân nhân chính trị ngày hôm nay. Lễ kỷ niệm 22 năm thành lập khu hội Hữu Tân và mừng Xuân Mậu Tý. Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua, có sự mất mát lớn lao là Đại tướng Cao Vũ Huyên từ trần. Cho nên, trong chương trình này, chúng tôi sẽ làm thêm lễ tưởng niệm cố đại tướng Cao Văn Viên. Trân trọng kính trình tất cả quý nhân trưởng, quý vị tướng lãnh và toàn thể quý quan khách. Vì trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin được lược thuật qua chương trình nghi lễ hôm nay. Thứ nhất là phần chào cờ, thứ hai là lời chào mừng của trưởng ban tổ chức, thứ ba giới thiệu thành phần quan khách, và sau đó là lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch Tổng hội Cựu tù nhân chính trị. Lời phát biểu của ông Chủ tịch Khu hội Cựu tù nhân chính trị tại Houston, tường trình quỹ hậu sự, trao quà lưu niệm, và sau đó là phần giới thiệu đến quý vị những quyền lợi của người cựu quân nhân. Và kính thưa quý vị, trong bầu không khí tưng bừng cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng Houston và các vùng phụ cận chuẩn bị một năm mới sắp đến, một chương trình văn nghệ thật vui, thật đặc sắc cho nghệ sĩ Hoàng Tường sẽ gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý anh chị chuẩn bị để chúng ta có thể bắt đầu buổi lễ. Để mở đầu ngày đại hội cựu tù nhân chính trị ngày hôm nay là phần nghi lễ chào cờ Mỹ Việt, khúc mặc niệm và lễ tưởng niệm của cố đại tướng Cao Văn Viên. Chúng tôi xin mời quý vị nghiêm chỉnh đứng dậy hướng về lá quốc kỳ để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào cờ. Toàn quốc quân kỳ chú ý tiến vào vị trí hành lễ. Trở về dưới nắng hồng cùng nhau qua câu hát thành công. Các cái gì chú ý thao diễn nghi và chú ý nghiêm. Lễ chào cờ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ để chúng chào bắt. Thank you.
quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Lời sau nơi đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sao, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy phơi trên gươm dao, dù nước lấy máu đào đem máu nòi giống lúc tiên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi mau hiến thân giới cờ, công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát trần, bàn pha vẽ vàng nòi dòng xứng danh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Đêm xuống xuống và chú ý thảo diện mi, và sau đây là một phút mặc niệm để chúng ta cùng tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước. Quân và dân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để giữ nước. Hàng ngàn hàng vạn các người con yêu của Tổ quốc đã bất khuất hiên ngang, không hàng giặc gục ngã trong lao tù cộng sản, hoặc đớn đau nằm xuống trên đường vượt thoát tìm tự do, hay giờ đây đã vĩnh viễn an nghỉ trên khắp mọi miền đất nước hay trên các quốc gia tạm dùng. Phút mặc niệm bắt đầu. Súng chào bắt. Hồn thiêng ngút cao lên mây ngàn đời, kết muôn tình anh một nền hòa bình. Giờ đây phút giây trang nghiêm nhìn về, lớp sau xin dừng trọn đời vì dân. Hồn ơi dù tháp hay linh thiêng, gian nguy chẳng sợn chúng tôi xin dừng lời thề, nguyện dừng xây quê mặc niệm chấm dứt. Đêm xuống xuống thảo diện ngay và chú ý nghiêm. Sau đây là lễ tưởng niệm cố đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Toán rước di ảnh vào vị trí hành lễ. Chúng tôi xin kính mời Niên trưởng Lê Văn Xanh, Chủ tịch Quốc hội Tổ chức Chính trị Houston, kính mời
ông Nguyễn Anh Dũng, đại diện Hội đồng Liên Tôn, Thiếu tướng Văn Thành Cao, Thiếu tướng Trang Sĩ Tấn, Đại tá Trương Như Phùng, Tổng hội trưởng Tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Tường Thược, Chủ tịch Tổng hội cựu tù nhân chính trị, dân biểu Hư Bờ Võ, luật sư Hoàng Duy Hùng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hiếu Tân và vùng phụ cận lên nghiêng mình thắp nhang trước di ảnh của Đại tướng. Xin mời Niên Trưởng Sanh. Thọ Diên Nghi Nghiêm Sung Chào Bắc. Đại tướng Cao Văn Viên sinh ngày 1 tháng 12 năm 1921 tại Vạn Thượng, xuất thân khóa sĩ quan trường bộ binh cấp Sandrak với cấp bậc thiếu úy năm 1949, tốt nghiệp khóa đào tạo cấp tiểu đoàn trưởng và trung đoàn trưởng tại Trung tâm huấn luyện cao đẳng chiến thuật tại Hà Nội năm 1952, tốt nghiệp trường chỉ huy tham mưu ở Hoa Kỳ năm 1956, bằng huấn luyện viên nhảy dù cao cấp năm 1960, bằng hoa tiêu phi cơ trực thăng năm 1966. Về dân sự, bằng cử nhân văn khoa Đại học Sài Gòn. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, Đại tướng Cao Văn Viên đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ then chốt từ thời đệ nhất cho đến đệ nhị Cộng Hòa: tham mưu trưởng biệt đội phụ tổng thống, tư lệnh nhảy đoàn nhảy dù, tư lệnh quân đoàn, tham mưu trưởng liên quân, tổng huấn luyện viên chiến tranh và tổng tham mưu trưởng. Đặc biệt, trong thời gian 4 năm chỉ huy binh chủng nhảy dù, Đại tướng Cao Văn Viên đã trực tiếp tham gia hầu hết các cuộc hành quân của lữ đoàn trên khắp 4 vùng chiến thuật và đã mang về cho đơn vị nhiều chiến thắng rực rỡ. Tháng 3 năm 1964, Đại tướng Cao Văn Viên lúc đó đã là đại tá, đã bị thương nặng trong một cuộc hành quân tấn công vào mật khu của Việt Cộng tại Dòng Bầu, quận Hồng Ngự, tỉnh Kiên Phong, thuộc vùng biên giới Việt Miên, và được thăng cấp thiếu tướng tại mặt trận. Đại tướng Cao Văn Viên đã được ân thưởng những huy chương quân đội sau đây: đệ nhị đẳng Bảo Quốc Quân Chương, Quân Công Bội Tinh, Lục Quân Quân Chương đệ nhất hạng, Không Lực Quân Chương đệ nhất hạng, Hải Quân Quân Chương đệ nhất hạng, Anh Dũng Bội Tinh, và đã 8 lần tuyên dương công trạng trước quân đội, 2 lần tuyên dương công trạng trước sư đoàn sao bạc, 2 lần tuyên dương công trạng trước trung đoàn. Ngoài ra còn các cấp huy chương ngoại quốc sau đây: Legion of Merit Hoa Kỳ, Silver Star Hoa Kỳ, 3 huy chương của Hàn Quốc, 1 huy chương của Cộng hòa Phi Luật Tân, 2 huy chương của Vương quốc Thái Lan, 2 huy chương của Trung Hoa Dân Quốc. Đại tướng Cao Văn Viên là một tướng lãnh không có tham vọng chính trị, chỉ có quân đội và nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ hiến pháp và bảo vệ quốc gia. Đại tướng là hình ảnh có lòng trung thủy trước sau như một, không ai vua, không phản trắc, không phê bình, không chủ trương và đoàn kết trong tình huynh đệ chi binh. Đại tướng Cao Văn Viên mất lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2008 tại Virginia, hưởng thọ 87 tuổi. Xin vĩnh biệt Đại tướng. Nghi lễ tưởng niệm chấm dứt. Cả chú ý, đem súng xuống. Thảo Diên Nghi. Xin mời ông Phan Huy Thanh. Kính thưa quý đại diện các tôn giáo, kính thưa quý vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể ái hữu, thưa quý chiến hữu, cựu tù nhân chính trị và gia đình. Kính thưa liệt quý vị, thật là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức chúng tôi nói riêng và đại gia đình anh em cựu tù nhân chính trị Việt Nam tại thành phố Houston và vùng phụ cận nói chung. Ngày hôm nay, hân hạnh được đón tiếp liệt quý vị tại hội trường nhỏ bé này. Thưa quý vị, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thấm thoát đã 22 năm qua.
Cho tới nay, khu hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam tại Houston đã trải qua 11 nhiệm kỳ, biết bao thay đổi nhân sự, kẻ ở người đi lập nghiệp nơi phương khác, nhưng khu hội vẫn tồn tại và đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, từ phương diện đấu tranh chính trị đến công tác xã hội, và vẫn thường xuyên gắn bó với tất cả các hội đoàn người Việt quốc gia tại hải ngoại, hoạt động đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho quê hương Việt Nam và yểm trợ các tổ chức đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, chống lại bạo quyền cộng sản trong nước. Trải qua 11 nhiệm kỳ trong 22 năm qua, hôm nay Đại Gia Đình Cựu Tù Nhân và Quỹ Tương Trợ Hậu Sự Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston và vùng phụ cận, anh em chúng tôi lại được hân hạnh đón tiếp quý vị tại hội trường nhỏ bé này và ấm cúng tình người này, để cùng chung vui với anh em chúng tôi trong ngày kỷ niệm 22 năm thành lập khu hội, và cũng trong dịp đón chuẩn bị đón xuân Mậu Tý. Nói tóm lại, khu hội cựu tù nhân chính trị có được ngày nay là nhờ sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của tất cả quý vị đồng hương tại thành phố thân thương này. Xin liệt quý vị nhận ở nơi đây lòng thành kính và biết ơn của chúng tôi